Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc mà có nhu cầu vay vốn sẽ được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ ở ngân hàng chính sách xã hội mà không phải đảm bảo tiền vay. Nội dung này được nêu rõ trong nghị quyết số 83 của Chính phủ vừa được ban hành. Theo đó sẽ tiếp tục thực hiện ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đã được tuyển chọn trước ngày 1 tháng 1 năm nay. Đối với trường hợp đã ký quỹ trước ngày 1 tháng 1 năm nay mà có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, thì tiền ký quỹ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh, nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc. Đối với trường hợp ký quỹ từ ngày 1 tháng 1 năm nay mà bị xử phạt vi phạm hành chính do tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.